trong mấy cái lần mà anh đi ăn giống vậy nè. Dạ. Thì mỗi lần mình ăn xong cái hay ngồi, ê cái này bao nhiêu, cái tính cái bill bao nhiêu. Rồi xong rồi dành nhau trả tiền. Làm gì có cái bước mà dành nhau trả tiền á. Nghe tới bill là ai cũng né né. Tại sợ cái bill đó, ăn lúc ăn thì ai cũng vui hết á, ăn quá trời quá đất luôn. Nhưng mà tới lúc cái bill ra, cái người này ngó người kia, rồi có người trốn vô toilet. Còn số bạn thì canh gần tới tính tiền là đi về sớm. Về về thôi chứ sao giờ. Vợ rồi. Mấy chiều đem nhà làm hoài anh. Lúc ăn thì thân thiết với nhau, nhưng mà tới lúc tính tiền thì là hết thân. Phải được. Phút này là không anh em gì hết trơn á. Phút này là không anh em gì hết trơn á. Mình mới nghĩ ra cái trò chơi là ăn xong mình đoán, mình ai đoán. Đó. Ai đoán trúng thì sẽ có thưởng. Dạ. Mà ai đoán sai thì người đó phải trả tiền. Đó. Đó. Vậy? Tôi không nghe, tôi không thấy, tôi nói những gì anh yên tâm rồi. Nãy Clement đóng cái hai bao nhiêu ta? Làm gì đó hay chị sợt menu. Anh có bi bài đó, anh có bi bài đó. Anh ơi, giữ sự chính trực của một người anh. Ở trường trước mình nhìn bên kia, nhìn coi kia. Ngoài điểm học tập còn có điểm hạnh kiểm nữa đó bạn. Thì cuối em bán lại gì? Em không nói đâu ạ. 150 đúng không em? Cương ngõi gài gá nhiều không, bé này trả lời luôn rồi. Cố lên Trinh ơi, Trinh ơi cố lên. Không thôi bán gì chuyện đó Trinh ơi. Và bây giờ chị có bằng ví không? Thế thì chị phải cố gắng. Ủa là sao, ý là em thua hả? Thôi đi. Em là con gái em tỉ mỉ lắm. Khi mà ăn là sẽ nhìn, sẽ tia giá. Chúng tôi từ chối lắng nghe lời tư vấn của hai bên. Thắng thua không quan trọng, nhưng mà quan trọng mà mình không nên là người trả tiền. Bữa ngon nhớ đời phát sóng vào lúc 19:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 bắt đầu từ ngày 18 tháng 4 năm 2021.